Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Quang Thịnh, mình đến từ trường Đại học Hồ Tết Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình vừa nhận được kết quả visa và mình đã đạt được nên rất là vui, mình cũng không biết nói gì hơn. Thì mình với các bạn là vào hồ sơ thì nhờ các anh chị của Tân Đại Dương chăm chút rất là kỹ, cho nên quá trình xin visa của mình thì không có nhận được, không bị rắc rối gì. Cho nên lời cuối cùng thì mình xin cảm ơn Tân Đại Dương và chúc cho công ty ngày càng thành công phát triển hơn nữa. Mình muốn thay đổi môi trường, điều kiện học tập khác hơn, vì khi đi qua Úc du học thì mình sẽ được tiếp xúc hoàn toàn bằng tiếng Anh, không những ở trong nhà trường mà ngoài đời sống thực tại. Cho nên là về cái việc bươn chải và tự lập hay là tìm kiếm học tập bồi dưỡng kiến thức cho mình thì đi qua Úc du học rất là tốt cho bản thân của mình. Và qua Úc em sẽ học trường La Trobe. Trường của em thì là một trong những trường có thế mạnh về ngành kinh tế và tài chính, kế toán hàng đầu của thế giới. Và đó thì do như là đầu tiên thì ước nguyện của em là học ngành kế toán, cho nên là em có dì và một số bạn bên phía bên đó giới thiệu cho trường La Trobe. Và thông qua internet và một số hội thảo thì em biết được trường La Trobe có hệ thống ngành kế toán rất là xuất sắc trên thế giới. Bằng cấp thì được công nhận quốc tế. Hay mặt khác thì trường đào tạo chuyên về tính thực tiễn và đào tạo nhiều về xoáy sâu và kỹ năng mềm thực rất là có ích sau này khi đi làm việc. Cho nên là em thấy trường rất là phù hợp với em, cho nên em quyết định chọn trường La Trobe. Em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương qua một số người bạn đi trước giới thiệu và dì giới thiệu. Khi làm hồ sơ ở đây thì em thấy dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt. Anh chị rất là nhiệt tình và trao chuốt hồ sơ của em rất là kỹ, cho nên em rất là vui lòng. Quá trình chuẩn bị hồ sơ của em thì cũng không khó lắm, vì các anh chị ở Tân Đại Dương có hướng dẫn cho em từng khoản mình cần chuẩn bị hồ sơ gì và làm như thế nào. Thì theo cái chỉ dẫn đó của anh chị thì mình chỉ sắp xếp là đầy đủ. Quá trình chuẩn bị hồ sơ của mình thì cũng có là đầu tiên thì mình chuẩn bị như là học bạ, bằng cấp, những chứng từ thể hiện cái học lực hay là quá trình học tập của bản thân. Đầu tiên là mình sẽ chứng minh để xin trường ở bên phía bên Úc. Sau khi trường thấy được và chấp nhận được thì mình tiếp tục sẽ đóng học phí hay là tiền bảo hiểm, tiền khóa tiếng Anh như tờ offer đã gửi về. Mình sau đó thì khi gửi được mình sẽ đăng được tờ COE. Từ đó thì mình sẽ chuẩn bị giấy tờ người bảo trợ hay là tờ khai bản thân, tờ khai gia đình. Nếu mà bổ sung đầy đủ hết thì phía bên anh chị công ty Tân Đại Dương thấy được thì mình sẽ tiến hành làm visa. Có lời khuyên cho các bạn là hãy phải mạnh dạn thực hiện ước mơ của mình, thực hiện những mong muốn của mình. Nếu mà có muốn đi hướng đến đi du học thì nên đến với Tân Đại Dương để được tư vấn và tìm hiểu cho con đường đi du học mình tốt hơn. Chúc các bạn may mắn giống như mình.